Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình IDB Talk ngày hôm nay. Và chương trình ngày hôm nay xin được chào đón sự xuất hiện của bạn Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, là học sinh chuẩn bị du học Úc. Xin chào Quỳnh Anh. Xin chào mọi người, mình là Quỳnh Anh, học sinh của Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Sắp tới mình sẽ đi du học tại Úc, ngành dược tại Đại học Monash. Quỳnh Anh ơi, cho chị hỏi nè, thế thì vì sao em lại lựa chọn du học Úc ha? Thật ra có rất là nhiều lý do để em chọn Úc. Thứ nhất là vì Úc khá là gần Việt Nam. Và thứ hai là sự chênh lệch múi giờ giữa Úc với lại Việt Nam nó không quá nhiều. Với lại thứ ba là Úc là một cái nơi mà em đã đi du học hè rồi, nên là em cảm thấy bản thân khá là phù hợp với lại cuộc sống ở đó. Với lại em nghĩ là Úc là một cái quốc gia đa văn hóa, cho nên là bản thân em có thể hòa nhập và thích nghi tốt hơn. Đó cũng là nhiều lý do mà khiến các bạn du học sinh, các bạn học sinh đến từ Việt Nam lựa chọn du học Úc. Thế thì cho chị hỏi là vì sao thì em lại chọn Monash? Thực ra là với danh tiếng của đại học Monash thì em học ngành dược, cho nên là Monash, với ngành dược á, thì Monash đứng đầu cả nước Úc với lại đứng thứ hai trên thế giới. Em tin là chương trình giảng dạy toàn diện tại Monash sẽ cho em nhiều cơ hội để em thử thách bản thân mình nhiều hơn, cũng như là học được những cái kiến thức về khoa học và kinh nghiệm thực tế. Cơ duyên nào để em chọn ngành học ngành dược ha? Thì bản thân em là một cái người rất là thích làm việc trong cái ngành mà chăm sóc sức khỏe, với lại em rất là có nhiều sở thích với lại học tốt những cái ngành, những cái môn tự nhiên. Và đồng thời thì trong suốt thời gian ngồi ở dưới nhà trường thì em đã có rất là nhiều cơ hội để tham gia các hoạt động từ thiện. Em nghĩ đó là những cái lý do mà đã thúc đẩy em chọn ngành dược. Chị nghĩ là những lý do vừa rồi cũng khá là thuyết phục để mà em có thể theo đuổi ngành dược của mình. Về phía ba mẹ thì sao ha? Không biết là trong quá trình mà em chuẩn bị du học thì ba mẹ đã ủng hộ cho em như thế nào? Thì về phía bố mẹ của em thì bố mẹ em hỗ trợ em rất là nhiều về cả mặt kinh tế lẫn tinh thần. Thì bố mẹ em là nhà tài trợ kim cương cho cái hành trình đi du học của em. Và về mặt tinh thần thì bố mẹ em cũng nhắc nhở em rất là nhiều làm sao để sống tốt ở một đất nước khác khi mà chỉ có một mình, và làm sao để có những cái kỹ năng mà cần thiết khi mà mình phải đi xa như vậy. Đúng hợp vậy, sự ủng hộ của ba mẹ cũng là một hành trang rất là đáng quý để cho các bạn học sinh chuẩn bị cho hành trình du học của mình. Tiếp theo, một câu hỏi về sự hỗ trợ của IDP. Thì trong quá trình mà em làm hồ sơ với các anh chị tư vấn viên của IDP thì em có cảm nhận như thế nào? Em rất là ấn tượng với lại sự chuyên nghiệp với lại tận tâm của các anh chị tư vấn viên. Từ những cái lúc mà em chưa có những cái định hướng rõ ràng như là mình phải học tập và sinh sống ở bang nào, mình phải chọn ngành gì hoặc là học trường gì, thì hoặc là apply học bổng như thế nào, thì các anh chị đều rất là hỗ trợ, rất là tận tình. Cho đến lúc mà em đã hoàn thành hồ sơ du học và có visa luôn rồi thì các anh chị vẫn liên lạc với em và hỗ trợ em hết sức có thể. Giờ đây thì Quỳnh Anh đã có tấm visa du học Úc trên tay và chuẩn bị du học. Thế thì không biết là em sẽ gửi một lời động viên gì đến các bạn mà cũng đang chuẩn bị du học Úc nha em? Thì nếu mà các bạn đang có mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình với ước mơ du học thì hãy mạnh dạn lên. Chúng mình đã làm được rồi, chúng mình đã đạt được ước mơ rồi, thì mình tin chắc là các bạn cũng sẽ làm được. Xin cảm ơn những chia sẻ rất là vui và thú vị vừa rồi của Quỳnh Anh. Cảm ơn IDB Talk đã mời em đến đây để chia sẻ về hành trình du học Úc của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình IDB Talk số tiếp theo nhé.